Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 212 của Đấu La Đại Lục, Đường Tam đã có được hai hồn thú Thái Thản Cư Viên và Thanh Thiên Ngưu Mãng Hiên Tế. Cánh tay phải bị cụt đã được mỏng xa bằng kỹ năng của chân phải hồn cốt Lam Ngân Hoàng, có tên là Giáo Hòa Thiêu Bất Tân Xuân Phong Suy Hiếu Sinh. Chuyển sang tập 213 của Đấu La Đại Lục, Thái Thản Cư Viên trước khi chết đã tiết lộ với Đường Tam một việc quan trọng. Nó và Thanh Thiên Ngưu Mãng cũng thầm thích Tiểu Vũ. Nếu Đường Tam đột phá 100 cấp, thì hãy cho bọn nó dùng linh hồn xuất hiện gặp Tiểu Vũ một lần nữa. Hồn hoa Lam Ngân Thảo của Đường Tam đang có gồm 2 và 1 tím 1 đen năm đó. Hào Thiên Búa của Đường Tam có một cái hồn hoàn 10 vạn năm của Thái Thản Cử Viên. Hồn cốt cánh tay trái của Thái Thản Cử Viên. Hồn cốt tay phải Thanh Thiên Ngưu Mãng. Đường Tam dùng hải thần ánh sáng chữa trị các vết thương trong người xong, đồng thời bế Tiểu Vũ đang nằm bệt dưới mặt đất quỳ thâm đầu chân cảm ơn Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cử Viên. Ngoài ra, Đường Tam còn cất hai cái xác Thái Thản Cử Viên và Thanh Thiên Ngưu Mãng kèm theo Tiểu Vũ vào trong bì Như Ý Bách Bảo Năng. Hắn đã rời khỏi phạm vi rừng tinh đấu đài xâm lâm tiến về băng hỏa nữ nghi nhãn hồi sinh Tiểu Vũ. Chế chỗ Bì Đông đang ngồi khép háng khoanh chân tu luyện xong. Bì Đông đang châm gió nhưng không hề phét với bốn phong đấu la đang còn sống sót. Thằng Đường Tam có dám hấp thu hai cái hồn hoàn 10 và 5 Thanh Thiên Ngưu Mãng. Bì Đông giải thích với Cúc BD về cái chết của quỷ đấu la. Đường Tam nhờ có cây đinh ba hải thần tam so kích mới có thể mạnh như vậy. Trong cuộc trò chuyện tiếp của Cúc đấu la và Bì Đông, Cúc đấu la đang sợ Đường Tam chưa đủ tuổi 30 mà đột phá phong hào đấu la. Hắn đưa ra giả thuyết có người hấp thu thay Đường Tam, nên Bì Đông đã đánh bay Cúc đấu la sang một bên. Vì cái tội nào chỉ để mọc tóc không hề suy nghĩ. Khả năng Đường Tam còn mạnh hơn cả thằng bố Đường Hạo năm đó về khoản cày cấp. Điều này khiến bốn phong hào đấu la nghe tin đã sợ ngây. Trở lại với Đường Tam đột phá phong hào đấu la đang di chuyển trên bầu trời sau 2 ngày. Hắn theo bản đồ đã đến được lạc nhật xâm lâm vị trí băng hỏa lưỡi nghi nhăn. Đường Hạo ngày chăn rau cỏ A Ngân đã to thằng nào tiến vào phạm vi ở đây. Các cây cỏ A Ngân đã dùng cây với vẫy biểu hiện thằng con trai của mình đã trở lại. Đường Hạo đến chỗ cây cỏ A Ngân. Đường Tam đã quỳ hai chân xuống trước hào cụt và ngân cỏ khóc. A Ngân hình ảnh con người dùng linh hồn dỗ Đường Tam đừng khóc. A Ngân dùng cây cỏ lau nước mắt nước mũi cho Đường Tam. Sau khi khóc chán chê, Đường Tam bàn chuyện với mẹ A Ngân và bố hào cụt sẽ hồi sinh Tiểu Vũ. Đường Hạo giật mình con mình đã là phong hào la cơ mất danh hiệu trẻ tuổi nhất năm đó. Đường Tam đã phong xuất hồn hoàn của mình ra khoe cho Đường Hạo A Ngân, gồm 2 và 1 tím 1 đen năm đó. A Ngân thấy Đường Tam giết tận 5 hồn thú 10 vạn năm lấy hồn hoàn. Cũng may Tam có khá thông minh. Hắn giải thích các hồn hoàn của mình toàn giết hồn thú siêu ác, hay được hiến tế và thần ban. Đường Hạo đã khen Đường Tam còn giống bộ quá gầy gớm, toàn trung tình yêu hồn thú hóa thành hình dáng con người. Ngoài ra Đường Hạo muốn Đường Tam vào cuộc phẫu thuật cho con dâu Thỏ Tiểu Vũ. Ông động viên Đường Tam cứ nghỉ ngơi ổn định cảm xúc, chứ đừng vì tâm hồn vào cái lỗ sớm của Tiểu Vũ mà làm điều. Do đó Đường Tam đã ngồi xuống dùng huyền thiên công tu luyện có sương mù bao xung quanh. Trên đầu Đường Tam có 3 bông hoa sen. Cuối cùng Đường Tam đã khôi phục trạng thái của mình. Hắn tạo ra một phòng phẫu thuật khoảng 50m. Đường Tam lấy Tiểu Vũ đặt nằm ngửa xuống mặt đất. Dùng cụ Đường Tam sử dụng dao mổ tam xoa kích cụ xương hồn cốt của Tiểu Vũ. Hắn cầm tam xoa kích từ trán tạo ra hải thần chi quang chiếu sáng, kèm theo 9 hồn hoàn. Hắn cho hồn cốt Tiểu Vũ dung hợp với hồn hoàn thứ 6 của mình. Ngoài ra Đường Tam đã cho 4 hồn hoàn đầu tiên của mình quay xung quanh Tiểu Vũ. Khi tiếng hải thần trong đầu Đường Tam vang lên đã hoàn thành khỏi thứ 8. Đường Tam đã cầm tam xoa kích cắm xuống mặt đất vì mất sức. Sau khi Đường Tam ngất tỉnh lại, Đường Tam vội vã hỏi thăm sức khỏe của Tiểu Vũ trước hai người Đường Hạo và mẹ A Ngân có. Tiểu Vũ đã đến nói chuyện với Đường Tam, cô đã chảy nước rất nhiều từ mắt. Vì chuyện của Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cử Viên con khỉ đã hiến tế cho Đường Tam,